Đây anh em có thể thấy là rất nhiều anh em đi xe mà anh không để ý cái lốp này là nó căng hay nó xẹp hay nó ít hơi hay nó nhiều hơi, nhiệt độ lốp bao nhiêu hay là đi nó nóng hay nó lạnh như nào thì hầu như là anh em sẽ không biết. Ở một số dòng xe thì nó có trang bị cả vé số lốp bên trong này rồi, nhưng mà nó chỉ hiện cái biểu tượng thôi, lại không hiển thị số cân và không hiển thị nhiệt độ lốp cho chiếc xe mình. Thì để giải quyết cái phương án đấy thì bên em có thay cho chiếc xe này một bộ cảm biến số lốp. Đây anh em có thể thấy van như van nguyên van với cái van nguyên bản của xe thế là giống nhau và lắp vào vị trí này của xe. Đấy, nhiều anh em sẽ lắp vào cái cảm biến, nó sẽ có một dòng nữa đó là lắp chưa lên cái trục van này, nhưng mà nhìn rất mất thẩm mỹ. Thì lắp cái van này anh em giống như zin và anh em sẽ sử dụng rất là dễ, bơm biết các thứ đó. Và nó sẽ thiết kế cho anh em một cái màn hình như thế này. Đấy, bên trong cái số rất là to xíu màu trắng hiển thị số cân cho anh em để anh em biết là cái cân số, cái cân của lốp này, cái độ hơi là bao nhiêu này. À, như là 2,3 thì như bằng cái số cân mà anh em đang đi bơm rất là nhờ ở trên bằng thông số của nhà sản xuất. Đấy, và bên phía bên ngoài nó sẽ hiển thị cái số màu vàng là hiển thị cái phần nhiệt độ của lốp. Đấy, anh em đi quá nhiệt thì nó sẽ có cảnh báo phát ra tiếng kêu, và hơi cũng như vậy. Anh em đi bơm quá căng hoặc là đi quá non thì nó sẽ báo bằng tiếng kêu và nhấp nháy phần phía cái phần bánh ở bên phía bên nào thì nó sẽ vào ở phía bên đấy. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em. Và cái bộ cảm biến nó sẽ gồm có 4 cái van như vậy để lắp vào 4 cái lốp cho anh em. Và khi mà anh em có đảo lốp hay đảo lốp ấy thì anh em chỉ cần set trên cái phần mềm này thôi nhá. Và cái bộ sản phẩm này bảo hành đổi mới cho anh em là 2 năm. Và cái chi phí lắp thì rất là hợp lý, chỉ với hơn 2 triệu một chút thôi là anh em đã có sở hữu ngay bộ cảm biến số lốp này rồi. Đấy, bên em thì chuyên làm cái dòng cảm biến số lốp của các hãng như IK, Steelmate. Đấy, anh em có nhu cầu nâng cấp cảm biến số lốp hoặc là đang tham khảo những cái dòng cảm biến số lốp nào thì có thể comment dưới video hoặc là inbox trực tiếp cho bên em để em tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.